Một tháng nữa lại trôi qua, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến doanh số bán hàng của các hãng xe giảm mạnh. Tuy nhiên, hãng xe Việt Nam VinFast lại có doanh số tăng nhẹ nhờ vào chính sách giá bán hấp dẫn từ giữa tháng. Video ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi điểm danh 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 7 theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, TC Moto, liên doanh phân phối xe Hyundai tại Việt Nam và VinFast. Đứng ở vị trí đầu tiên là VinFast Fadin với gần 3.000 xe bán ra trong tháng. Chúng ta đã nói về vị trí này liên tục trong suốt 3 tháng qua rồi. Dự đoán Fadin sẽ còn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy ít nhất trong 2 tháng nữa do số lượng xe được bán ra trong chương trình Tự hào quê hương VinFast tại Hải Phòng là khoảng 8.000 xe và hãng này cần khoảng 3 tháng để sản xuất đủ và giao hết đến khách hàng. Trong phân khúc hạng A, Hyundai i10 vẫn xếp sau Fadin và giữ top 8 doanh số của tháng này với 805 xe. Mẫu xe hạng A của TC Moto phân phối tuần trước đã được giới thiệu phiên bản mới với mức giá bán 435 triệu cho bản hatchback cao cấp nhất với ngoại hình mới đẹp hơn và vẫn là chiếc xe rộng rãi hàng đầu phân khúc, có thêm cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, cruise control và cảm biến áp suất lốp. Chúng tôi cũng đã có video đối chiếu nhanh danh sách trang bị của i10 và Fadin, anh em có thể tìm lại ở trên kênh. Hãy cùng chờ xem trong tháng tới doanh số của i10 sẽ thế nào khi được nâng cấp. Và chờ khoảng 3 tháng nữa sau khi VinFast bán hết Fadin của chương trình Tri Ân để xem thực sự i10 có sức cạnh tranh như thế nào đối với mẫu xe Việt Nam. Đứng ở vị trí thứ hai là Toyota Vios giảm khoảng gần 700 xe so với tháng trước nhưng vẫn xếp ở vị trí thứ hai và tiếp tục bán cao hơn Accent khoảng 400 xe. Vẫn là những gì đã nhận định từ tháng trước khi mà mức giá của Vios bản G đã bằng hoặc thậm chí còn thấp hơn chiếc Accent bản đặc biệt thì chắc chắn khách hàng sẽ nghiêng về Vios nhiều hơn. Chúng tôi đã có video so sánh rất chi tiết hai mẫu xe này ở trên Mê Xe rồi, anh em quan tâm có thể tìm lại. Một cái tên nổi bật ở trong phân khúc hạng B sau tăng trưởng ấn tượng vào tháng 6 thì tháng này giảm khoảng 60%, xuống chỉ còn gần 350 xe, đó chính là Honda City. Đứng ở vị trí thứ 3 là Ford Ranger với mức bán tăng hơn 70% so với tháng trước. Ford Ranger và Fadin là hai mẫu xe duy nhất trong top 10 ghi nhận mức tăng so với tháng trước. Câu chuyện về Ranger chúng ta cũng đã nói với nhau rất nhiều rồi. Khi có thông tin về mẫu xe này chuyển từ nhập Thái sang lắp ráp, nhiều người đã đổ xô đi mua lô xe nhập khẩu cuối cùng, khiến cho Ranger thậm chí rơi vào tình trạng khan hàng và bị đội giá. Đây là lý giải cho việc vì sao doanh số của Ranger lại tăng trưởng ấn tượng đến vậy. Đứng ở vị trí tiếp theo là Kia Cerato. Tiếp tục đà tăng trưởng trong 3 tháng trở lại đây, Cerato giữ vị trí thứ 4. Khỏi phải nói khi giá bán của mẫu xe này thậm chí rẻ hơn hạng B, việc Cerato được nhiều người săn đón là điều không có gì bất ngờ. Đứng ở vị trí thứ 5 là Hyundai Accent, dù bị Vios bỏ xa nhưng đây vẫn là một lựa chọn trẻ trung, hài hòa và có giá bán hợp lý bên cạnh Vios. Đứng ở vị trí thứ 6 là Hyundai Santa Fe, mẫu xe Hàn Quốc vẫn giữ vững phong độ khi so kè với các đối thủ trong cùng phân khúc SUV và crossover có mức giá loanh quanh trên 1 tỷ đồng. Đối thủ Hàn Quốc khác là Kia Sorento chỉ bán được 121 xe trong tháng. Tháng vừa rồi, Thaco tung chương trình ưu đãi cho Sorento, đưa giá bán của mẫu xe này xuống thấp hơn Santa Fe ở tùy các phiên bản khoảng từ 30 đến 60 triệu đồng. Chưa kể Sorento còn được bổ sung thêm trang bị nội thất bọc da đen, cảm biến áp suất lốp và bậc lên xuống. Một mẫu xe gầm cao khác của Việt Nam có mức giá bán thực tế tương đương với Santa Fe là Lux SA, tháng vừa rồi bán được 76 xe. Tháng tới, dự kiến doanh số của Lux SA tăng mạnh sau khi xe bán được từ chương trình Tự hào quê hương VinFast được giao tới tay khách hàng. Toyota Fortuner giảm một nửa so với tháng trước, bán được 250 xe nhưng vẫn bán hơn Everest khi mẫu xe của Mỹ chỉ bán được 175 xe. Đứng ở vị trí thứ 7 là Toyota Corolla Cross. Trong phân khúc này, Seltos đứng ngay sau và đứng ở vị trí thứ 10 toàn thị trường, kém Corolla Cross khoảng 100 xe. Vị trí thứ 9 là VinFast Lux A, đã xuất hiện trở lại trong top 10. Sự trở lại lần này của mẫu sedan Việt Nam không có lý do nào hợp lý hơn nhờ mức giá bán hấp dẫn, khi một chiếc Lux A bản bay thực tế lăn bánh chỉ khoảng từ 850 đến 900 triệu đồng tại Hà Nội. Mức giá thậm chí còn rẻ hơn cả một chiếc xe hạng C để được trải nghiệm khung gầm và khả năng cách âm khác biệt so với những chiếc xe trong cùng tầm tiền. Gần đây, VinFast đã update Apple CarPlay và Android Auto cho màn hình zin của Lux A và SA, khiến cho nhược điểm về một phần màn hình giật lag, thiếu phương thức kết nối đã được khắc phục rất tốt. Chưa kể, VinFast cũng đang thử nghiệm trợ lý ảo VV giúp ra lệnh giọng nói trên xe VinFast. Tháng vừa rồi, phần lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh, toàn thị trường giảm khoảng 30%, do đó top 10 xe cũng có sự sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, danh sách thứ tự của top 10 không có quá nhiều biến động. Trái ngược với đà giảm của toàn thị trường, hai mẫu xe của VinFast tiếp tục tăng trưởng. Ford Ranger do thay đổi nguồn cung cũng có mức tăng trưởng ấn tượng. Quý vị nghĩ sao về top 10 xe bán chạy nhất tháng 7? Theo quý vị, đâu là mẫu xe tăng trưởng ấn tượng nhất? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe cũng như bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại!